Quý vị thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong những năm qua, phong trào thi đua đồng khởi mới được Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỏ Cày Nam thực hiện với nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa, kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, lồng ghép với các cuộc vận động, và phong trào thi đua quyết thắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng với sự lãnh đạo điều hành của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang huyện Mỏ Cày Nam hoàn thành các mặt công tác về quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống quê hương đồng khởi, huyện anh hùng của quân và dân Mỏ Cày Nam. Đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua đồng khởi mới bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thi đua đồng khởi mới ở huyện Mỏ Cày Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt vì đây là nơi khởi điểm của phong trào đồng khởi năm 1960. Với cái tinh thần đó thì trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua đồng khởi mới theo chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó đã tập trung lãnh đạo, triển khai, quán triệt và thực hiện chặt chẽ phong trào thi đua trong đơn vị, nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương. Với cái phương châm hai chân ba mũi và những cách làm cụ thể, thì phong trào thi đua đồng khởi mới trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương đã đạt được một số những cái kết quả rất là đáng kể, nổi bật. Có thể kể đến đó là cái việc xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng lực lượng thường trực ổn định theo biên chế, huấn luyện hàng năm thì đều đạt và vượt chỉ tiêu, công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo, công tác tuyển quân thì đảm bảo theo đúng cái quy định, thực hiện tốt cái công tác hậu phương quân đội cũng như là các cái chính sách quân đội, và đặc biệt là cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện tổ chức thành công cái diễn tập khu vực phòng thủ của cấp huyện trong năm 2023. Với những thành tích trong phong trào thi đua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỏ Cày Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận và là niềm động viên khích lệ lớn đối với cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phong trào thi đua đồng khởi mới của lực lượng vũ trang huyện Mỏ Cày Nam đã tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỏ Cày Nam đạt kết quả cao trên các mặt công tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện cũng như giữ vững những thành quả đó và tiếp tục phát huy thêm nữa, đặc biệt là cái chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi các cái điều lệnh, điều lệ quản lý bộ đội, rồi sự phối hợp trong công tác xây dựng nông thôn mới, và thường xuyên quán triệt bổ sung đầy đủ các cái nhiệm vụ của trên giao, đồng thời cụ thể hóa thành các cái nhiệm vụ của đơn vị mình để tiếp tục xây dựng quê hương Mỏ Cày Nam và phát huy được cái truyền thống cách mạng cũng như cái phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cái giai đoạn mới và thi đua đồng khởi mới. Với tính chất đặc thù của công việc thì thời gian tới bản thân nêu cao thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu nắm chắc nội dung chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua tại đơn vị và phong trào thi đua đồng khởi mới tại địa phương. Qua những nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mỏ Cày Nam trong thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới đã góp phần phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Với nền tảng là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, là động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ thể hiện ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều chiến công, thành tích mới, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.